Xin chào quý vị và các bạn. Sắp tới đây, trong tháng 7, các sở ban ngành đầu tiên của thành phố sẽ di chuyển vào tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Bản tin số 5 của ban quản lý tòa nhà sẽ cung cấp đến các bạn những thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị của ban quản lý tòa nhà. Đầu tiên là các hệ thống kỹ thuật và nội thất nhằm phục vụ tốt nhất và tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Đội ngũ kỹ thuật BMC đang tiến hành các công tác kiểm tra tổng thể cũng như nhận bàn giao từ các nhà thầu thi công. Hàng ngày, các kỹ thuật viên chuyên trách từng hạng mục sẽ tiến hành theo dõi, giám sát các nhà thầu thi công để phát hiện các lỗi tồn tại. Sau đó, các kỹ thuật viên cập nhật lại bản vẽ các trang thiết bị, hệ thống để công tác theo dõi được sát sao và đúng với thực tế công trình. Sau khi kết thúc việc kiểm tra hàng ngày, các kỹ thuật viên sẽ tập hợp các lỗi kỹ thuật còn tồn tại để báo cáo với kỹ sư trưởng và phối hợp với ban quản lý dự án cùng với các nhà thầu thi công khắc phục các lỗi còn tồn tại nhằm phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra trong tòa nhà sau khi đi vào hoạt động chính thức. Phía ban quản lý trong tuần này tiếp tục dẫn các đoàn, sở ban ngành tham quan các tầng làm việc của mình, giải đáp các thắc mắc về hệ thống điện, điện thoại, bàn bạc thống nhất vị trí làm việc của từng chuyên viên, cán bộ, sở ban ngành để công tác di chuyển các giấy tờ, thiết bị đến nơi làm việc mới thuận tiện và dễ dàng hơn. Ngoài công việc thực hiện hàng ngày, các nhân viên của BMC đều được tham gia một buổi đào tạo kỹ năng trong công việc cũng như cung cách phục vụ và giao tiếp trong nghề dịch vụ để nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin số 5 của ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.